Đây á là điều tôm đẻ nha. Bây giờ đâu đó là khoảng đúng 4 giờ chiều rồi. Hơn 4 giờ chiều một chút xíu. Đường tôm đẻ giờ này cũng khá là đông. Mình chuẩn bị mình chạy vào trong cái đoạn đường đoạn Văn Bê. Sau đó thì mình sẽ bật chạy 269. Đến giờ xe đông nên là đường cũng chật chật. Có đường đoạn Văn Bê ở đây nè, mình sẽ rẽ vào đường đoạn Văn Bê. Đây là đoạn đường đoạn Văn Bê nha. Buổi sáng ở đây là cái chợ mà bây giờ người ta vẫn còn bán chợ nè. Chỉ có đường là giờ này vắng hơn, ít người bán hơn buổi sáng, là buổi sáng nhiều người bán lắm, xe cũng đông đó. Và buổi chiều á mình muốn mua thịt heo này nọ đó, trong đây cũng có. Có xe mà dịch tiền phía bên tay trái nó bán 75 hiện tiền. Rẻ cũng không rẻ, giá vậy là cũng hơi cao. Nhưng mà cái bán được cũng được hơn là những cái chỗ khác bán. Nó chợ nè, có cái chợ này bán mất khóa rồi bán mấy con heo đất để dành tiền đó. Nó hồi xưa mua con heo đất, sau đó mình khó hiểu cái mùi của nó lắm nha. Chắc là cái mùi đất nung á, nó thơm thơm sao á, mình thích cái mùi đó ghê. Quán cơm Tính Sơn, cơm cơm quán cơm gì à, bánh mì gì á, bánh mì quê 7.000 cái, đặc sản Hải Phòng. Trời tối dần tối dần tối dần rồi đó, ra khỏi đoạn Văn Bê mình sẽ rẽ phải vào cái đoạn đường Sấm Chiếu. Ở đây là đường Sấm Chiếu, đây có xe bánh mì cho cá ốc la, với lại có thêm chợ có bánh bao nữa. Đây là đường Sấm Chiếu nè, buổi chiều trên cái đoạn đường Sấm Chiếu này người ta bán đa cũng nhiều lắm, bắp nướng, bắp xào, cơm trâu 15 trâu. Hôm nay mình vô mình ăn cơm trâu thử coi. Nhưng mà 15 trâu thì có một món à, nếu mà mình ăn 2-3 món nó sẽ tính tiền thêm, 1-3-2-3 Sấm Chiếu. Cái ba bằng xe bạn gái mình có ở chợ đó đó, hồi đó còn quen với là cô ấy, tối nào cũng chở cô ấy qua bên đó đón cô ấy, chở cô ấy đi ăn nè, chở cô ấy đi chơi mà lâu rồi. Dù gì dù đó cũng chỉ là kỷ niệm thôi, cũng toàn là kỷ niệm thôi. Nó bán đồ ăn hết trời luôn, hủ tiếu này kia gì. Giá là 20. Xe bánh mì nè.
tiệm tóc, rửa xe. Ở đây có mấy cái hết tờ nữa nè. Phải xe mười và Tam Thất Thuyết à. Đó, trời đó, trời sắp mưa á. Chắc là tối nay á, trời sắp mưa á. Nó là gió, trời gió luôn. Đã đi. Ơi cái gì trời. Đó trời tối thế nè, giờ này trời vẫn là mưa ơi, mưa mưa lâm ra rồi mọi người ơi. Bắt đầu mưa lâm ra rồi đó. Nó chạy càng nhanh càng tốt và càng sát càng tốt thôi. Đây là công viên Khánh Hội nha, camera cũng hết pin rồi. Nên là thôi mình sẽ tắt ở đây. Đó, công viên quảng trường Khánh Hội nè. Công viên quảng trường ở chỗ này luôn. Ừ, trời đang hư luôn rồi trời. Trời rất là đẹp luôn á, mưa rất lớn luôn á. Nó mưa lớn lắm. Bye bye nha.